ơi, quay trở lại kênh YouTube của Alpha Coater. Lá thổ Ultrabook mỏng nhẹ nhưng mà thiết kế sang trọng, cấu hình hiệu năng cao mà giá là học sinh sinh viên thì hiện tại chỉ có MSI Modern 14. Mặc dù là một hãng chuyên về các sản phẩm linh kiện và laptop gaming và chỉ có một vài sản phẩm thuộc laptop văn phòng, tuy nhiên ít mà chất lượng. Từ lúc ra mắt vào năm 2018 cho đến nay thì MSI dòng Modern vẫn duy trì được sức ảnh hưởng cũng như là chất lượng và giá thành của sản phẩm đến đối tượng mà MSI hướng đến. Với mức giá hơn 19 triệu đồng, phiên bản mới nhất của năm nay được trang bị sẵn là Win 11 với Intel Core i7 thì MSI Modern 14 có xứng đáng để mua tại thời điểm hiện tại hay không thì cùng mình vào video nhé. Hướng đến đối tượng người dùng là dân văn phòng đa tác vụ hay là các bạn học sinh, sinh viên nên mức giá của MSI Modern chỉ dao động khoảng từ 12 cho đến 19 triệu. Mặc dù là thuộc phân khúc laptop giá rẻ, thế nhưng chất lượng hoàn thiện của MSI thì không chê vào đâu được. Toàn bộ máy thì được làm bằng hợp kim nhôm, vừa chắc chắn, vừa sang trọng, vừa bền bỉ, mà trọng lượng thì lại còn nhẹ, khi máy chỉ nặng là 1.3kg. Hơn nữa thì còn đạt độ bền chuẩn quân đội là tiêu chuẩn mà MSI đặt ra cho các mẫu laptop của mình, thì đương nhiên MSI Modern 14 cũng không phải là ngoại lệ. Hạn chế va đập thấp nhất này, chịu được môi trường khắc nghiệt sẽ giúp các bạn yên tâm hơn khi mà sử dụng. Nếu để xét về độ mỏng nhẹ và khả năng linh hoạt cũng như nhỏ gọn và ở mức giá quá là tốt thì rất ít hãng có thể vượt qua được MSI Modern 14. Ở đây thì độ dày là 18,1mm, các bạn hoàn toàn có thể cầm được bằng một tay cực kỳ dễ. Thiết kế thì vẫn giống với các phiên bản trước đây, thanh lịch sang trọng với một màu sáng duy nhất. Và để sử dụng cho các bạn dù là nam hay là nữ thì đều có thể sử dụng được. Và để phục vụ mục đích đó chính là học tập hay là làm việc thì chắc chắn là các bạn sẽ phải gõ văn bản khá là nhiều, thế nên là MSI trang bị bản lề dạng nâng sẽ tạo một góc nghiêng để cho các bạn có thể thao tác tay thoải mái hơn. Phần bản lề này thì các bạn có thể mở ra được bằng một tay, bản lề có thể mở ra là một góc 180 độ, rất là phù hợp với các cuộc họp nhóm hay là trao đổi thông tin với người đối diện. Thêm vào đó thì phần bản lề này thì còn được nâng lên cũng tạo ra nhiều không gian hơn cho phần khe thoát gió tản nhiệt ở phía dưới. Về hệ thống tản nhiệt của MSI Modern 14 chỉ có một quạt, tuy nhiên thì có thể điều chỉnh thông qua MSI Center để tăng lượng gió hút vào, kết hợp với cả góc nâng của máy sẽ giúp cho máy tản nhiệt một cách tốt hơn. Cấu hình thì chắc chắn sẽ là điểm đặc biệt nhất ở trên Modern 14 phiên bản này. Như đã nói từ đầu thì đây là laptop Ultrabook được trang bị Intel Core i7 1195G7, 8GB RAM nhưng các bạn có thể nâng cấp tối đa được là 64GB, 512GB SSD và Intel Iris Xe Graphics. Xét về tổng quan thì hiệu năng của máy tốt đối với nhu cầu làm về văn phòng này, sáng tạo content này, lướt web này, giải trí, các game eSports nhẹ nhàng. Về màn hình thì cũng vẫn giống như các phiên bản trước đó, 14 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét sẽ là 60Hz. Chúng ta sẽ có là 63% sRGB, 49% Adobe RGB và 45% NTSC. Ba cạnh viền mỏng thì sẽ cho các bạn góc nhìn rộng hơn, khả năng quan sát tối ưu hơn. Vì đây là một chiếc laptop văn phòng để phục vụ các nhu cầu cơ bản thì mình nghĩ là với thông số của màn hình như này là đã đủ để giải trí và làm các tác vụ văn phòng. Phần webcam vẫn được trang bị ở cạnh trên của máy, độ phân giải là HD, chất lượng đủ tốt để các bạn có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc là video call. Xuống dưới phần bàn phím thì bàn phím gõ rất là tốt, phím bấm được thiết kế màu đen làm nổi bật lên trên phần bàn phím này. Layout thì cực kỳ rõ ràng, các bạn sẽ không lo là bị bấm nhầm. Thêm vào đó thì bàn phím sẽ còn hỗ trợ đèn nền cho các bạn có thể sử dụng được trong môi trường thiếu sáng và thay đổi được độ sáng bằng cách ấn vào phím F8 ở trên này. Phần touchpad thì tracking rất là tốt này, mượt mà này, độ trễ thấp này, diện tích thì mình nghĩ là vừa đủ đối với một chiếc laptop 14 inch. Cổng kết nối thì ở đây chúng ta sẽ có là hai cổng USB Type A, jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type C và một khe thẻ SD. Tổng kết lại thì đây sẽ là một chiếc máy đa tác vụ này, cấu hình có khả năng nâng cấp này, thiết kế mỏng, đẹp, nhẹ, lại còn sang nữa. Thì MSI Modern 14 vẫn rất là đáng để mua trong tầm giá chưa đến 20 triệu đồng. Và nếu như mà ai chốt yêu em này rồi thì đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.